Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình làm video này để giải thích cho các bạn biết được vì sao nguyên tử phải lai hóa và một số những cái dạng lai hóa mà chúng ta thường gặp đối với học phần hóa đại cương. Ok, thế bây giờ chúng ta thử xem nhé. Có một vài cái câu hỏi như sau: H2S này, H2O hay là CO2, CS2. Các bạn thấy rằng những cái dạng này đều có 3 nguyên tử đúng không ạ? Nhưng thằng này thì lại là dung môi cho các hợp chất cation, có nghĩa là hòa tan. Còn với hai thằng này thì lại là dung môi cho hợp chất cộng hóa trị. Thì nó lại liên quan đến mức độ về phần cực, đúng không ạ? Như vậy với cái thuyết Lewis thì chúng ta chưa giải thích được cái dạng hình học của nó. Vậy cái phần mà lai hóa này thì liên quan đến việc mà giải thích dạng hình học, hay chính là chúng ta gọi là cấu trúc về không gian. Và từ cấu trúc hình học hay không gian này khác nhau thì ảnh hưởng đến về mặt tính chất. Tính chất có thể là tính chất hóa học, có thể là tính chất vật lý. Ngoài ra với cái phần mà giải thích phần lai hóa này thì các bạn cũng sẽ hiểu được chúng ta có nhóm 6 oxy này, lưu huỳnh này, sau đó đến nguyên tố gì ạ, Se, selen đúng không, và nguyên tố Te này, thì cái góc liên kết HOH này đấy, sau đó là S này, H, hay là góc của H, Se, SH hay là HTE, H. Đấy. Thì các bạn thấy rằng cái góc này lại có xu hướng giảm. Nếu như thằng này là 104,5 độ thì thằng này còn 92 độ. Và đây lại còn 91, còn đây là 89,5 độ. Thì người ta sẽ giải thích dựa vào lai hóa. Nghĩa là mức độ sen phủ của orbital, mức độ tham gia lai hóa của orbital S này. Thì cái phần này thì các bạn có thể đọc thêm ở trong các sách giáo trình, đúng không ạ? Như vậy chốt lại cái câu hỏi vì sao phải lai hóa, vì chúng ta muốn giải thích cái dạng hình học, và từ dạng cấu trúc dạng hình học chúng ta sẽ giải thích được phần tính chất. Do vậy cái thuyết lai hóa sinh ra với mục đích như thế. Còn với cái thuyết mà cộng hóa trị thông thường, đúng không ạ, hay là viết theo công thức Lewis đấy, thì chúng ta sẽ chưa giải thích được cái dạng hình học và tính chất. Ok các bạn nhé. Đó. Tiếp theo, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta xem là một số những cái dạng lai hóa mà thường gặp thì các bạn sẽ gặp một số những cái dạng sau. Thì các bạn có SP, SP2, SP3, các bạn DS, DSP2 hay là SP3 D2 hay là SP3D. Ngoài ra còn với các nguyên tố họ F ấy, thì còn có sự tham gia của orbital F nữa các bạn nhé. Đấy là một số những cái dạng mà hoặc là SP2D đấy, hoặc là D2SP3 đúng không ạ, D2SP3 hoặc là DSP3. Thì những cái dạng kiểu như thế này này đấy, thì đây này với đây thì hay gặp nhiều hơn với phần phức chất các bạn nhé, phức chất của các nguyên tố kim loại chuyển tiếp, bởi vì lúc này là tham gia tổ hợp có orbital D ở trống ở của các nguyên tố họ chuyển tiếp. Thì cái phần này mình sẽ làm cái video riêng nói về phần phức này. Hôm nay chúng ta nói đến các hợp chất vô cơ đơn giản. Đấy. Nó sẽ có dạng đó là liên quan đến nguyên tố trung tâm, ví dụ như là A, X, M là đấy, nguyên tố trung tâm như này. Thế là để đơn giản nhất trong cái việc mà xác định xem nguyên tố đấy có trạng thái lai hóa là gì, hay là sau đó là cái dạng hình học của nó, thì ông này đấy, ông ấy đã tạo ra cái thuyết là Verstappen R,
Hay đây gọi là sự đẩy giữa các cặp hệ trong hóa trị. Và chúng ta sẽ ký hiệu đó là A, X, M, E, N. Trong đó M đây là cái số nguyên tử hay nhóm nguyên tử và liên kết với nguyên tố trung tâm, đúng không ạ? E đây sẽ là số cặp E hóa trị, đúng không chị? Chưa tham gia liên kết. Trừ một số cái trường hợp đặc biệt, nó chỉ có một E như ở thằng đây đặc biệt nhé, đặc biệt. Ví dụ như chúng ta xét đến cái nguyên tố mà có Z lẻ, ví dụ nguyên tố trong cái phân tử mà nitơ mà NO2 đấy, thì thằng nitơ này nó chỉ còn cái một cái E này, chúng ta coi như đấy là một cặp. Chưa? Bây giờ chúng ta xem, chúng ta lấy vị cái trường hợp đầu tiên, đó là trường hợp A X 2 và E, E0, có nghĩa là dẫn đến cái trạng thái lai hóa là S, SP rồi nhá, SP. Ta lấy ví dụ và cái dạng hình học của nó sẽ là dạng thẳng. Chúng ta ví dụ chúng ta có BEH2 hay là BECN2 hay các phân tử mà có nhiều nguyên tử với phân tử CO2 hay là cái phân tử mà H. Thế giờ mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn. Các bạn thấy rằng CO2 đúng không ạ? Thì C này ở nhóm mấy ạ? Có Z bằng 6, 1S2, 2S2 và 2P2. Như vậy xung quanh C lúc này nó đã có 4E đúng không ạ? 4E. Thì khi các bạn viết ra thì nó sẽ như nha, 1, 2, 3, 4, chẳng hạn, ví dụ thế. Khi thành CO2 thì có nghĩa là các bạn nhìn đây. Sorry. Họ viết thế này nè. Ô. Ô. Và đây còn một tôi đây nữa. Đây nữa. Như vậy các bạn thấy rằng trên cái nguyên tử C này không còn đôi E đúng không ạ? Đôi E mà chưa tham gia liên kết. Liên kết. Do vậy cái E lên bằng 0. Và tương tự với những cái nguyên tố khác thì các bạn cũng giải thích được nhé. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ khác với các phân tử mà trạng thái lai hóa của nó là SP2. SP2. Với SP2 chúng ta sẽ có hai cái dạng. Đó. Cái dạng thứ nhất đó là AX mấy ạ? X3 E0 hoặc là AX2 E1. Đấy, dạng thái lai hóa SP2. Và với cái dạng bên trên này thì là tam giác, còn với dạng bên dưới là góc. Góc. Lấy ví dụ một vài cái phân tử, ví dụ các bạn có phân tử như là BH3 thì ở trường hợp này, hay là chúng ta có phân tử AlCl3 hay là BF3 đấy, thì là phía trên này. Góc, ví dụ các bạn có phân tử như là SNCl2 này, hay là có phân tử SO2, hay gốc của SO3 hay trừ, hoặc là gốc NO3 trừ này. Rất nhiều. Hoặc là CO3 hay trừ thì nó cũng ở trường hợp này. Đấy. Chúng ta xem là đây chứ, nó phải nằm ở phía trên này. SO2 SO2 thì nằm ở đây. Đấy, còn những cái phần này nó nằm ở phía trên này vì có 3 nguyên tử nhé, liên kết với cái phần phía trên. Ok. Tiếp đến cái dạng mà AX 3 rồi, bây giờ ta AX 4 E0 thì dạng thái hóa là SP3. Và cái dạng mà liên quan đến AX 3 E0 thì cũng là SP3. Đây, ví dụ đây chúng ta có phân tử CH4 này, CH4 nó có S4 2 trừ hả? Những cái mà chúng ta hay gặp, hay gặp. Hay là NH4 cộng đúng không? Đấy. Đây chúng ta có NH3 là cái điển hình nhất đúng không?
vì chị Litter nó vẫn còn một cái đôi e mà chưa làm gia đình kết, và cái đôi e này ảnh hưởng đến tính ba giờ cũng như khả năng về tạo phức đúng không ạ? Hay là chúng ta có CLO3 trừ hả? Hoặc là SOBR 2 SOBR 2 à, xin lỗi các bạn, đây phải là em để tổng làm sao cho bằng 4, tổng này bằng 3, tổng này bằng 2 đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đến với cái dạng tiếp như là cái dạng tổng bằng 5 đi, thì chúng ta sẽ có AX 5 0 đúng không ạ? Hoặc là AX 4 E 1 chẳng hạn đúng không ạ? Hoặc là cái dạng liên quan đến AX 3 E 2. À, với cái dạng bên phía trên S3 này để chúng ta gọi là hình tứ diện nhé, còn bên dưới này chúng ta gọi là chóp tam giác. Mình vẽ ví dụ NH3 nhé, NH3 thì các bạn sẽ vẽ như này, và này xong cũng chỗ này tất nhiên gọi là cái đôi E này. Đấy, chúng ta viết H này à, thì nó kiểu chúng ta xét hệ dạng hình học thì xét nguyên tố nitơ và ba nguyên tố H này thôi, thì đấy là hình hình kiểu chóp tam giác. Hay chúng ta có thể gọi là hình tháp đáy tam giác này đúng không? Tháp đáy tam giác. Thì ở với cái hình này chúng ta sẽ có trạng thái là SP3D nhá. SP3D. Hoặc là với cái trường hợp mà 6 này, ví dụ như chúng ta có AX6E0, hoặc là chúng ta tổng cái này bằng có thể số A đến X5E1, hoặc là A X4 E2 đúng không? Thì những cái trạng thái này thì sẽ là SP3 D2 các bạn nhé, D2. Và với cái thằng bên phía trên này chúng ta sẽ có là hình bát diện này, bát diện. Đấy. Còn đây thì sẽ là gì ạ các bạn? Tháp đôi tam giác đúng không ạ? Tháp đôi tam giác, đôi tam giác. Đấy. Hoặc những cái trường hợp như này thì nó sẽ dụ đây sẽ hình chữ chữ T này. Đấy. Hoặc là những cái trường hợp bên dưới này chúng ta sẽ gọi là vuông vuông phẳng. Thì cái phần này thì các bạn xem thêm ở trong phần phần sách giáo trình các bạn nhé. Bổ sung thêm cho các bạn, thế bây giờ các bạn hỏi phân tử nước đúng không ạ? Là cái phân tử rất quen thuộc. Thì chúng ta xem là nó ở dạng gì đúng không ạ? Dạng gì? Thì các bạn sẽ làm như sau này. Các bạn thấy là oxy ở nhóm 6 đúng không? 6 và cái lớp ngoài cùng ấy, 6A nhá. Và cái lớp ngoài cùng ấy, nó có 6E. Mỗi một E mà tham gia với hydro như vậy thì tạo ra O này. Nó sẽ còn một đôi E đây. Đây, cái này E là E của H. À. Như vậy các bạn sẽ thấy là đây chính là AX mấy ạ? AX mấy ạ? X2E 2 đúng không? Và tổng này 2 cộng với 2 bằng 4. Vậy suy ra nó ở trạng thái lai hóa là SP3. SP3 mà đều ấy, thì nó sẽ có góc là 109 độ 28 phút. Nhưng thực tế với thằng này chỉ có 104,5 độ thôi. Thì người ta giải thích đó là cái sự giảm này này. Đấy, là do hai cái orbital mà lai hóa mà nó có đôi e ấy, đúng không ạ? Đấy, không tham gia liên kết. Đấy, nó đẩy dẫn đến cái góc liên kết HOH này. Mình lấy ví dụ như là đây là O này, H này, H này, đây này thì có một một nó sẽ có một đầu to đầu bé đúng không? Đầu E này, hoặc là bên này sẽ là đấy, có đôi E. Rồi cái góc này nó sẽ đây, dẫn đến cái góc này nó chỉ còn có 104,5 độ đấy, thì cái việc mà nó đẩy làm cho cái góc liên kết nó nhỏ xuống mà nhé. Các phân tử ở đây thì các bạn có thể gặp rất nhiều, và các bạn tra thêm ở trong phần tra thêm phần sách giáo trình các bạn nhé. Mình lấy cho bạn thêm một cái ví dụ nữa. Thế bây giờ chúng ta có cái phân tử ví dụ như YCl3 chẳng hạn.
Thì chúng ta theo bạn sẽ là gì ạ? Y sẽ là 3, cái này là nhóm 7 nhá. Liên kết với 3 này thì chúng ta đã mất đi 3E đúng không ạ? Thì C là cũng ở nhóm 7. Như vậy các bạn có 7 trừ đi 3 sẽ còn 4. Như vậy còn E2. Vậy đây sẽ là A, X, 3 và E2. Đấy. Và thằng này tổng bằng 5, vậy nó sẽ nằm ở đây đúng không ạ? Và 3, E2, vậy khả năng nó sẽ là chữ T này các bạn nhá. Đấy, trạng thái này hóa sẽ là SC3D2. SC3D có nghĩa là nó sử dụng một cái orbital ở Y ở chu kỳ mấy nhá? 5 đúng không ạ? Đấy, như vậy là sử dụng đến S 5S, 5P và orbital 5D các bạn nhá. Đấy. Ok chưa các bạn? Rồi, có rất nhiều những cái phân tử khác mà các bạn thể tra thêm ở trong phần sách giáo trình và các bạn cố gắng sử dụng cái mô hình đẩy này, sự đẩy các góc E trong hóa trị và các bạn giải thích xem là cái dạng hình học của nó như thế nào và các bạn xem là nó có đúng với thực tế không. Ok chưa các bạn? Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia xem hết cái phần video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.